thùng hàng khá là to bạn ạ. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình có nhận được một đơn hàng từ Shopee. Đây chính là hai cái máy cưa chạy xăng mà mình đặt ở trên Shopee luôn này. Mỗi chiếc thì có trị giá là 1 triệu, hai chiếc là 2 triệu. Đó, tổng cả phí ship thì nó cũng hơn 2 triệu một tí các bạn ạ. Cái này là mình mới vừa nhận về luôn đấy, chưa bóc thùng luôn. Bây giờ mình sẽ quay luôn cho các bạn xem này, tiện thể kiểm tra hàng xem là nó có vấn đề gì hay không. Rồi sau đó mình test luôn để xem là hai chiếc máy cưa này nó có vận hành ổn định hay không các bạn. Thực tế là mình mua hai chiếc ấy, một chiếc về là để mình tháo máy ra để chế cháo này kia, và một chiếc còn lại là để dùng trong gia đình các bạn ạ, để tiện cắt tỉa cây các thứ này. Đây các bạn thấy này, đó, ở nhà mình xung quanh cũng khá là nhiều cây cho nên là nhiều khi cũng cần phải có một chiếc máy để tiện cho công việc cắt tỉa cây các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cố định điện thoại lại và quay luôn mở thùng này ra cho các bạn xem. Đã mở thùng xong các bạn ạ. Hai cái cưa này được để trong thùng khá là gọn luôn. Đây là hai cái vỏ bọc lưỡi lam bằng nhựa. Cái loại này nó là loại rẻ thôi các bạn ạ, chủ yếu là để xài ít thôi mà, phục vụ trong gia đình thôi, chứ còn thực tế là cái dòng máy này là nó không có thích hợp để mà làm nghề cưa cây đâu nha các bạn. Tuy là có cái chữ Yamaha ở đây nhưng mà thực tế là cái dòng máy này không phải là của Yamaha đâu. Dán lên vậy mà. Ở đây có hai cái túi này, hai cái túi như nhau luôn. Thì mình kiểm tra xem nào. Một cái đầu chuột để tháo buri này, còn đây là một cái rũa. Chắc này để mài lưỡi cưa này các bạn. Tủ vít nữa này. Đó. Rồi lục giác nữa. Không biết là hai cái túi này phụ kiện đi kèm nó có giống nhau hay không đây. Để mình mở luôn cái túi bên kia. Như nhau luôn các bạn ạ. Hai túi phụ kiện đều như nhau hết. Hai chiếc máy này là mình đặt mẫu khác nhau. Một chiếc là màu đỏ đen và một chiếc là màu cam trắng. Đây là hai cái phễu đổ xăng này. Bây giờ mình lấy thẳng hai cái máy ra luôn. Đây, cái này hai cái này nó giống hệt nhau luôn. Chẳng qua là khác màu thôi. Đây là hai cái bình xăng này. Đây là chiếc màu đỏ đen. Khá là nhỏ các bạn ạ. Đây là máy mini, nhìn gọn đẹp ghê luôn. Rồi, tạm thời mình bỏ nó qua bên. Tiếp tục lấy đến chiếc màu cam trắng. Đây. Kích cỡ đều ngang nhau hết, thực tế là bằng nhau luôn đấy. Để lát nữa mình so sánh lại, tại vì theo như thông tin mà mình đọc ở trên shop bán hàng á, là cái chiếc màu trắng cam này á, nó có cái dung tích xi lanh là 58cc này, còn cái chiếc màu đỏ đen kia á, là chỉ có 55cc thôi, nó chênh lệch nhau không có nhiều các bạn ạ. Còn giá thì bằng nhau hết, hai chiếc nào cũng giá 1 triệu cả. Để xem trong thùng này còn gì hay không đây. Đây là lưỡi lam này, hai lưỡi. Phiếu bảo hành. Phiếu bảo hành mà nhìn không có ghi gì luôn các bạn ạ. Còn chiều dài của hai cái lam này á, là bằng nhau hết, đều là 55cm này. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết vào hai cái chiếc máy kia.
mình đã so sánh thử hai cái cỡ thì nó bằng nhau hết nha các bạn. Đây, cái cỡ bằng nhau hết luôn. Thì mình quay sơ qua cái máy cho các bạn xem này. Đó, do là chiếc máy này giá của nó rẻ thôi cho nên là cái độ hoàn thiện của nó không thật sự là tốt cho lắm nha các bạn. Cơ bản thì mình chấp nhận được với cái giá này là được rồi. 1 triệu như này là cũng ổn rồi các bạn ạ. Chứ còn máy xịn sò mà để làm nghề thì nó phải chất hơn nhiều. Và giá cũng đắt hơn rất là nhiều luôn. Cái chỗ này là để mở cái phần bộ e ra này. Công tắc này. Khởi động kéo này. Đây là ga này, có bóc ga này. Đó. Hai máy là có kích cỡ như nhau, chẳng qua là nó khác nhau một tí ở cái bề ngoài thôi. Tức là khác nhau ở cái phần nhựa này này, thì nó khác nhau một tí thôi. Chứ còn riêng cục máy thì nó như nhau hết các bạn ạ. Và ở cái chiếc máy màu trắng cam này thì mình phát hiện ra là nó đã bị bể ở phần dưới này các bạn ạ. Đây, nó đã bị bể rồi. Cái này mình không biết là nó bể từ trước hay là do cái quá trình vận chuyển mà nó mới bị bể như thế này. Thì chắc là mình sẽ lấy luôn cái chiếc máy màu trắng cam này để riêng nó ra. Và tháo máy để chế linh tinh này. Đó. Còn riêng cái chiếc màu đỏ này thì mình kiểm tra thì thấy nó còn nguyên vẹn luôn, không vấn đề gì cả. Thì mình sẽ để cái chiếc màu đỏ này để dùng làm máy cắt này. Còn cái chiếc màu cam trắng kia thì tháo ra, lấy cục máy ra. Để chế này chế kia. Đó, đây là bô này. Tổng quan thì cũng gọi là chấp nhận được so với cái giá các bạn ạ. Cơ bản thì cái dòng máy này nó thuộc dòng máy Trung Quốc mà, rất rẻ cho nên là với cái giá 1 triệu cho một máy thì cũng gọi là chấp nhận được rồi. Mình đã ráp xong lam vào rồi. Bây giờ mình tiến hành đổ xăng cũng như là đổ nhớt lam vào đây. Đây là cái chỗ để mình đổ nhớt lam này. Rồi. Mình đổ hơi ẩu. Nó đổ ra ngoài mất mớ rồi các bạn ạ. Nó cho hai cái phễu, một cuối cùng mình không dùng phễu luôn. Tiếp theo là mình sẽ đổ xăng này. Chiếc máy này dùng xăng pha nhớt. Mình đã pha sẵn rồi. Cái này là xăng pha nhớt thì các bạn, chứ không phải là xăng nguyên chất đâu. Cái này là mình đã pha sẵn rồi, cho nhanh. Trước một tí để test thử đã, xem là nó chạy có ổn không. Đây,
Thú thật thì đây là lần đầu tiên mình dùng máy cưa các bạn ạ, cho nên là mình cũng không có rành cho lắm. Nếu như mà có vấn đề gì sai sót thì các bạn thông cảm cho mình. Mình có xem cái video cách sử dụng máy cưa ở trên YouTube ấy, thì họ chỉ là kéo này ra này, rồi sau đó giật nổ vài phát cho nó bơm xăng lên đấy, rồi sau đó mình mới bật công tắc này lên cho nó nổ luôn. Rồi mình tiến hành làm luôn cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn cái này vào và bật công tắc lên này. Máy hoạt động ngon lành nha các bạn. Bây giờ để mình kiếm cái gì mình cắt thử xem nào. Xem tí thì quên. Để mình test luôn chiếc máy này xem là nó có hoạt động tốt hay không, rồi sau đó mình đi test chiếc máy kia luôn. Chiếc máy này mình chưa có gắn lam. Cơ bản thì máy này mình không có dùng để cưa, cho nên là mình cũng không cần phải châm nhất lam luôn. Mình chỉ cần đổ xăng và chiến thôi. Để mình lấy cái phéo đã. Rồi, đổ tạm một ít để test thử đã. Cũng như chiếc máy kia thì mình cũng sẽ rút cái này ra này. Đó. Giật thử vài phát cho nó bơm xăng lên. Cái máy này mình cảm giác giật nó nặng hơn hẳn so với cái máy màu đỏ các bạn ạ. Bây giờ nhấn vào, bật lên. Rồi, vậy là hai máy đều hoạt động tốt. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiếm cây để test chiếc máy kia. Bây giờ mình sẽ cắt thử cái đoạn gỗ tán hương này đây. Đó. Cầm máy này. Mình mới vừa test thử này, cắt cũng tương đối là ổn các bạn ạ. Cơ bản thì mình chưa có biết dùng máy cưa đấy. Thú thật thì đây là lần đầu tiên mà mình dùng máy cưa luôn, cho nên là cắt nó không được chuẩn như lắm. Các bạn thông cảm cho mình. Mình thấy là cắt cũng gọi là tương đối ổn các bạn ạ. Với một cái giá 1 triệu thì dùng cho mục đích cắt không có nhiều, dùng cho gia đình là cũng ổn rồi. Nếu như bạn nào mà có quan tâm đến chiếc máy cưa này, mình có để luôn link tham khảo mua hàng chi tiết ở trong phần mô tả video này luôn. Các bạn nhấn vào link để tham khảo này. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn hãy dành tặng mình một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Xin chào các bạn.